Ngày 27 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đồng chí Huỳnh Văn Tâm, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Hoa Công Hậu, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Tại cuộc họp, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và nhiều tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, dự án đầu tư, công tác thi đua khen thưởng. Những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 gây hậu quả nghiêm trọng, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, thiệt hại lớn ngân sách, tài sản nhà nước và vốn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng đoàn và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Huỳnh Văn Tâm, Hoa Công Hậu. Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền, 38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai, chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung bị cáo phải chịu là chung thân. Theo cáo trạng, do có quen biết nên từ năm 2019, Huyền vay tiền của bà H ngụ thành phố Pleiku, rồi cho người khác vay làm đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng chênh lệch. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, bà H đã chuyển cho Huyền số tiền hơn 193 tỷ đồng. Huyền đã chuyển trả cho bà H hơn 139 tỷ đồng. Số tiền hơn 53 tỷ đồng còn lại, Huyền đã chiếm đoạt của bà H. Trong số đó có hơn 18 tỷ đồng là tiền mà Huyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt và gần 35 tỷ đồng là tiền mà Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H. Ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Trước đó, trưa ngày 26 tháng 6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đi xe ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 6 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy. Trước đó, tối ngày 26 tháng 6, anh V, 19 tuổi, được người nhà báo tin cha và mẹ là ông N, 43 tuổi và bà T, 40 tuổi, cùng ngụ tại ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đang cãi vã đánh nhau. Anh V chạy về nhà nhưng không thấy cha mẹ đâu nên bơi xuồng đi tìm dọc theo mé sông, thì phát hiện cha chết, thi thể trong tư thế treo cổ. Tiếp tục tìm mẹ, anh phát hiện thi thể mẹ bên dưới con kênh phía sau nhà. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc người chồng sát hại vợ rồi tự tử. Ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Hải, từ Hải Tám Báo, 52 tuổi, cư trú phường 3 thành phố Mỹ Tho về hành vi cưỡng đoạt tài sản,
Theo cơ quan điều tra, vào cuối năm 2012, Hải có cho chị T, cư trú ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, vay 80 triệu đồng với lãi suất 5%. Mỗi tháng chị T phải trả 4 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên sau khi vay tiền, chị T không đóng lãi như giao hẹn. Hải đến nhà tìm thì được biết chị T đã bán nhà, đi nơi khác sinh sống. Ngày 11 tháng 6, Hải mua sơn trộn dầu lửa, giữa khuya mang đến nhà cha mẹ chị T tạt vào cổng để đe dọa, gây sức ép cho gia đình, nhanh chóng tìm chị T về trả nợ. Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không là hoạt động do Vietnam Airlines phối hợp với Vietfuture thực hiện nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh thông qua trải nghiệm quá trình đào tạo nghiệp vụ thực tế của ngành hàng không. Hiện nay, Vietnam Airlines chỉ có duy nhất một chương trình hướng nghiệp hàng không với tên đầy đủ là Vietfuture Daycamp, trải nghiệm hướng nghiệp thực tế Vietnam Airlines. Lợi dụng sức hút của chương trình, một số trang mạng xã hội đã giả mạo Vietnam Airlines để bán dịch vụ trại hè hướng nghiệp hàng không. Các trang này gây nhầm lẫn cho khách hàng bằng cách sử dụng hình ảnh cán bộ nhân viên máy bay, logo của Vietnam Airlines, tạo nhiều bài viết chi tiết và chạy quảng cáo kèm khuyến mãi hấp dẫn trên mạng xã hội. Các trang giả mạo tồn tại dưới nhiều tên gọi như trại hè Vietnam Airlines, Vietnam Airlines đào tạo tài năng, Vietnam Airlines hướng nghiệp phi công nhí, Vietnam Airlines cùng bé trải nghiệm, Airlines hành trình yêu thương, v.v. Hiện Vietnam Airlines đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.